Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong phần bản tin sẽ có tin phong trào khuyến học khuyến tài ở dòng họ Nguyễn Xuân, người cao tuổi thôn Phú Trạch gìn giữ các làn điệu dân ca, những bạn trẻ với tấm lòng thiện nguyện ở Liên Phương, nguy hiểm khi bơm kim tiêm la liệt trước cổng bể bơi thành phố Hưng Yên, trẻ em và những kỳ nghỉ hè kết thúc sớm sẽ là phóng sự cho một góc nhìn văn hóa tuần này. Trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng khám phá về đền mẫu Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa được triển khai tại huyện Kim Động từ năm 2013. Sau 4 năm hoạt động, đến nay huyện đã có 100 câu lạc bộ. Thông qua các hoạt động thiết thực như tuyên truyền chính sách pháp luật, đường lối của Đảng và Nhà nước, quy ước hương ước làng, gìn giữ lối sống đạo đức truyền thống gia đình, vận động người dân tổ chức cưới vui tiết kiệm, loại bỏ hủ tục trong ma chay cưới hỏi, nên đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đã đạt 94,2%. Đồng thời các câu lạc bộ gia đình văn hóa cũng thành lập các tổ nhóm hòa giải. Từ đầu năm đến nay đã hòa giải thành công hơn 50 vụ, phần lớn về mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài ở huyện Yên Mỹ phát triển khá toàn diện, nhiều gia đình dòng họ trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học khuyến tài, trong đó dòng họ Đỗ Xuân là một điển hình tiêu biểu của huyện. Ban khuyến học dòng họ Đỗ Xuân, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ được thành lập từ năm 2003 với 17 thành viên gồm 3 thế hệ trong dòng họ. Từ khi thành lập cho đến nay, ban khuyến học của họ đã xây dựng được nguồn quỹ hơn 30 triệu đồng, tổ chức khen thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập được duy trì đều đặn mỗi năm một lần. Nhờ những hoạt động tích cực mà hàng năm dòng họ có từ 50 đến 70 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, có nhiều tân sinh viên trúng tuyển các trường đại học top đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 2003 đến nay, dòng họ có 40 cháu trúng tuyển đại học và 6 thạc sĩ. Với những thành tích trong hoạt động khuyến học khuyến tài, dòng họ Đỗ Xuân đã nhận được giấy khen của Hội khuyến học tỉnh. Bằng niềm say mê và yêu thích, các hội viên trong chi hội người cao tuổi thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã và đang tích cực gìn giữ các làn điệu dân ca. Với thế mạnh là hát chèo, người cao tuổi thôn Phú Trạch đã khôi phục một số trích đoạn chèo cổ như Lưu Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính. Đồng thời các hội viên sáng tác bài hát chèo lời mới ca ngợi quê hương đổi mới, xây dựng gia đình văn hóa. Một số bài hát chèo được người cao tuổi sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Chi hội người cao tuổi thôn Phú Trạch đã thành lập câu lạc bộ ca hát hơn 10 năm nay với 35 thành viên, hoạt động thường xuyên ở đình làng vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Đặc biệt câu lạc bộ có một đội nhạc khá mạnh gồm 6 thành viên, có thể chơi được nhiều thể loại dân ca. Ngoài chèo thì người cao tuổi nơi đây còn biểu diễn được quan họ và chống quân. Tiết mục hát quan họ ba quan mời chầu của câu lạc bộ ca hát người cao tuổi thôn Phú Trạch từng đạt giải cao trong cuộc thi tiếng hát khu dân cư và được đi biểu diễn giao lưu ở nhiều nơi. Làm gì để có một mùa hè bổ ích? Với các bạn học sinh, sinh viên ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên thì câu trả lời là làm sữa đậu để tặng cho những bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện. Từ 3 tháng nay, cứ đến chủ nhật, hơn 20 bạn trẻ này lại cùng nhau làm sữa đậu để tặng cho các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện. Mỗi người một công đoạn, từ ngâm ủ, xay đậu, đun sôi tiệt trùng, rồi đóng thành từng can sữa đậu thơm ngon, đảm bảo vệ sinh. Sau đó các bạn di chuyển tới các bệnh viện ở thành phố như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh để trao những cốc sữa đậu ấm áp, nghĩa tình cho các bệnh nhân. Kinh phí để làm sữa đậu do các bạn trong nhóm đóng góp, mỗi người 50.000 đồng và xin từ thiện từ các Phật tử chùa Cổ Am, xã Liên Phương. Mỗi cốc sữa đậu giá trị tuy không cao nhưng thể hiện sự sẻ chia, tình cảm yêu thương, biết quan tâm tới cộng đồng của các bạn trẻ. Trước tình trạng rác thải ứ đọng ở các làng văn hóa gây ô nhiễm môi trường, huyện Khoái Châu đã trang bị cho 30 làng văn hóa xe đẩy rác và xây dựng các điểm trung chuyển rác bằng container. Huyện Khoái Châu có 2 xe cuốn ép rác vận chuyển rác thường xuyên cho 6 xã là An Vĩ, Ông Đình, Đông Tảo, Phùng Hưng, Đồng Tiến, Tân Dân.
ở các thôn trong những xã này đều được huyện cấp cho từ 30 đến 40 xe để rác để các tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải ở khu dân cư, sau đó mang đến điểm tập kết rác để xe cuốn ép rác chở đi xử lý. Ngoài ra, huyện Khoái Châu đã đầu tư xây dựng được 10 điểm trung chuyển rác có đặt thùng container để vận chuyển rác sinh hoạt ở các xã, thị trấn đi xử lý, hạn chế tình trạng rác ứ động, góp phần đảm bảo môi trường trong lành ở các làng văn hóa. Trước khu vực cổng bể bơi thành phố Hưng Yên thuộc phường Lê Lợi, thường xuyên có rất nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng của các đối tượng nghiện ma túy vứt la liệt dưới đất. Đây là khu vực vắng người qua lại, cây cối tùm nên các đối tượng nghiện hút thường xuyên tụ tập để tiêm chích. Sau đó, các bơm kim tiêm được vứt ngay dưới vỉa hè, gốc cây, bờ tường rất nguy hiểm cho người qua lại. Đặc biệt, mùa hè này rất đông trẻ em tới đây để tập bơi nên rất nguy hiểm nếu vô tình các cháu giẫm phải những chiếc kim tiêm này. Không chỉ là vấn đề vệ sinh đường phố mà điều quan trọng hơn là ngành chức năng cần vào cuộc để dẹp bỏ tụ điểm tiêm chích ngay giữa lòng thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ hè là thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau 9 tháng học tập căng thẳng. Đối với học sinh cuối cấp, kỳ nghỉ hè lại càng có ý nghĩa khi các em vừa trải qua những kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên hiện nay, nhiều trẻ em không có được kỳ nghỉ hè đúng nghĩa vì nhiều nguyên nhân. Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn về tình trạng này. Đây là những hình ảnh quen thuộc với phần lớn các gia đình ở nông thôn cũng như thành phố trong mùa hè này. Không có nơi vui chơi an toàn và thú vị, nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn cách để cho con mình ở nhà làm bạn với máy tính, TV và điện thoại trong suốt những ngày nghỉ hè. Thay vì được vui chơi ngoài trời, được hoạt động thể chất, được rèn luyện thân thể, thì các em lại gắn mình với những căn phòng và những thiết bị điện tử. Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè đã diễn ra từ nhiều năm nay, khiến chuyện cho con chơi ở đâu mỗi khi hè đến là vấn đề đau đầu với không ít bậc phụ huynh. Ở nông thôn thì thiếu điểm vui chơi, hoặc nếu có thì cũng không đủ an toàn và vệ sinh để các cháu vui chơi, hoặc là các điểm vui chơi do tư nhân mở ra thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con lui tới thường xuyên. Ở thành thị thì điều này cũng tương tự, nhiều chương trình ngoại khóa, các lớp kỹ năng được tổ chức nhưng không phải ai cũng có điều kiện để cho con tham gia. Các cháu chỉ ngồi chơi ở trong nhà thôi, chẳng có chỗ nào vui chơi cả. Nên là bể bơi thì là của tư nhân thì nó cũng tiền cái lệ phí thì nó hơi đắt nên là cũng thỉnh thoảng cho đi thôi. Còn khu vui chơi thì chẳng có chỗ nào cho các cháu chơi cả. Cũng chính vì không có nơi vui chơi nên một xu hướng mà nhiều gia đình lựa chọn đó là cho con đi học thêm. Nhiều em chỉ được nghỉ hè đúng nghĩa trong vòng 1-2 tuần, còn sau đó lại tiếp tục gắn với sách vở và những lịch học thêm khá dày từ 3 tới 5 buổi trên tuần, thậm chí nhiều hơn. Đi đưa cháu đi đón cháu học về một tuần các cháu học 3 buổi, muốn các cháu có chỗ để mà vui chơi giải trí trong những ngày hè, nhưng mà địa phương là không có chỗ nào để cho các cháu chơi cả. Cháu nhà nghỉ ở nhà xong là đi học. Nhiều người thì người ta cho con đi học thêm để quản lý thời gian vì người ta không có thời gian để quản lý con. Bây giờ cháu nghỉ hè đến tháng 7 cháu đi học thêm ạ. Theo các chuyên gia giáo dục, tình trạng quá tải trước một lịch học hè dày đặc sẽ khiến cho trẻ không có điều kiện tốt để phát triển cả về thể chất và tinh thần. Cháu bắt đầu đi học từ tiếng Anh từ hôm 25 tháng 5. Một tuần mấy buổi? 3 buổi ạ. Cháu có học thêm ở ngoài nhà cô giáo học tiếng Anh ạ. Học ở tiếng Anh ạ? Học từ khi nào? Học từ hôm 26 tháng 6 ạ. Thế ở trường bây giờ thì mình sẽ học những môn nào nữa? Ở trường hôm cháu sẽ học tiếng Việt, toán và kỹ năng sống. Khi nào nếu mà học nhiều quá thì cháu có thể hơi mệt tí. Khi nào học ít thì vẫn bình thường. Để dành cho các em một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, gia đình nên quan tâm tạo cho những thời gian thư giãn thực sự và bổ ích. Và điều quan trọng là các địa phương và các tổ chức đoàn thể cần tạo được những sân chơi đúng nghĩa chứ không nên là hình thức để thu hút các em, hướng các em đến sự phát triển cả về thể chất và tinh thần.
Đền Mẫu Hưng Yên đang là điểm du lịch văn hóa tâm linh không chỉ của người Hưng Yên mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương chiêm bái, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Không chỉ vào chính hội mà vào những ngày rằm mồng 1 âm lịch hàng tháng, lượng người đến thắp hương lễ bái và tham quan cũng rất đông. Tuy là thờ một quý phi người nước ngoài, nhưng đây lại là một công trình kiến trúc thuần Việt rất đáng để tham quan chiêm ngưỡng. Nương này thì biết là hoàng hậu công chúa nhà Tống, những sự tích ai cũng biết rồi. Nhưng khi bà ấy chết đi, bà ấy trở thành thần rất thiêng, ủng hộ cho những thương thuyền, cho những những người mà sống với lại sông nước ở ven biển. Cái vai trò của cái bà này đi đến đâu, của tứ vị thánh nương này đi đến đâu, thì cho thấy rằng cái nền kinh tế biển nó thâm nhập vào đến đấy, hoặc là nó còn đi xa hơn nữa. Cho nên vai trò của bà, chúng ta không lệ thuộc vào cái sự tích bà ấy chết như thế nào, hay là những các cái chuyện gai góc hay là ẩn ý mà đằng sau cái chuyện với ông sư, chuyện này không quan trọng. Chỉ cái quan trọng là bà đã trở thành thần biển để ủng hộ cho những thương thuyền. Đó là cái điều. Và nó đánh dấu một sự kiện lịch sử là văn hóa biển, kinh tế biển đã thâm nhập ngược dòng sông Hồng, đi vào trong đất nước ta một cách sâu sắc. Xong cái quan trọng là nó đọng lại ở cái Hưng Yên.
theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đền mẫu xây dựng vào thời Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo Nguyên Niên, tức là năm 1279. Trải qua các triều đại, đền đều được trùng tu. Năm Thành Thái thứ 8 năm 1896, đền mẫu được trùng tu lớn có quy mô như ngày nay. Nghi môn của đền được xây dựng khá đẹp, kiến trúc kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái, cửa xây vòng cuốn, có một cửa chính và hai cửa phụ. Trên vòng cuốn có bức đại tự ghi kiểu chữ triện Dương Thiên Hậu Tống Triều và bức chữ Hán Thiên Hạ Mẫu Nghi, tức là người mẹ sáng suốt trong thiên hạ. Qua nghi môn là sân đền, giữa sân có cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, cây có tuổi gần 700 năm, được kết hợp bởi ba cây xanh, đa, si quấn quýt lấy nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc bao trùm toàn bộ ngôi đền. Khu nội tự của đền được xây theo kiểu chữ quốc, gồm có đại bái, trung từ, hậu cung và hai dãy giải vũ. Tòa đại bái với ba gian, kiến trúc kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Hai bên đại bái là lưu ly và cung Quảng Hàn. Trung từ gồm ba gian, kiến trúc kiểu chồng giường đấu sen, lộng lẫy với hệ thống câu đối, hoành phi, đồ tế tự, kiệu long đình, kiệu bát cống, v.v. sơn son thép vàng rực rỡ. Nối với trung từ là năm gian hậu cung, kiến trúc theo kiểu chồng giường con nhị, các bức cốn chạm bong kênh hoa lá mềm mại. Giữa ánh sáng mờ ảo của đèn nến, khói hương nhẹ nhẹ lan tỏa không gian tĩnh lặng nơi cung cấm, như thấy được sự linh thiêng huyền bí của chốn thâm cung. Nhìn vào công trình đó, ta có thể thấy nét đặc sắc trong kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật tạc tượng. Những hiện vật còn lưu giữ ở đền mẫu mang giá trị lịch sử, khoa học vô cùng to lớn. Những lư đồng, bát hương và tượng mẫu được tạc với khuôn mặt phúc hậu hiền từ. Tất cả những hiện vật đó sẽ được bảo lưu theo thời gian và truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếp theo, đó là những bộ trang phục thể hiện cho văn hóa mặc độc đáo của các dân tộc người thiểu số cũng được lưu giữ thông qua tín ngưỡng thờ mẫu. Những bộ trang phục ấy được sử dụng trong những buổi lên đồng. Những trang phục này được mặc không chỉ mang tính trình diễn, bảo tồn những bộ trang phục truyền thống mà còn góp phần quảng bá, giúp mọi người biết đến và hiểu thêm về văn hóa của các tộc người thiểu số thông qua màu sắc, hoa văn. Hàng năm, lễ hội Đền Mẫu diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch. Lễ hội xưa được tổ chức rất linh đình từ ngày 6 tháng 3 âm lịch. Những ngày này, nhân dân làm lễ trồng kiệu. Ngày 10, tổ chức rước kiệu quan thái giám họ Du từ đình hiến lên Đền Mẫu. Ngày 11, lễ thỉnh kinh, sau đó tổ chức rước nước. Ngày 12, rước liềm, tức là rước kiệu vòng quanh các phố rồi lại quay về Đền Mẫu. Ngày 13, rước kiệu đi du vòng quanh các phố, đến đình hiến lại về Đền Mẫu. Ngày 15, lễ rước kiệu thánh trả về đình hiến và làm lễ rỡ kiệu kết thúc hội. Ngày nay, lễ hội được tổ chức đơn giản hơn. Ngày 10 tháng 3 âm lịch, rước kiệu thánh từ đình hiến lên Đền Mẫu. Ngày 12, tổ chức rước du vòng quanh thành phố Hưng Yên. Và ngày 15, rước kiệu thánh trở về đình hiến. Lễ hội Đền Mẫu thể hiện giá trị văn hóa độc đáo, mang đậm dấu ấn bản địa của tín ngưỡng tại phố Hiến. Đó là những thánh mẫu mang đậm tính chất của những vị thần hàng hải, phù trợ cho con người khỏi thiên tai và đem lại may mắn. Lễ hội Thánh Mẫu hàng năm tại phố Hiến cũng tạo nên một dấu ấn đặc sắc không thể phai mờ trong văn hóa phố Hiến. Lễ hội hàng năm được tổ chức thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Những nghi lễ truyền thống được tái hiện lại thông qua phần lễ. Các trò chơi dân gian được bảo tồn thông qua phần hội đã thể hiện những giá trị văn hóa được bảo lưu thông qua tín ngưỡng thờ mẫu. Chính vì điều đó, tín ngưỡng thờ mẫu tại phố Hiến là một trong những tín ngưỡng đem lại những giá trị văn hóa độc đáo cần nghiên cứu một cách tổng thể và toàn diện. Đền Mẫu, một công trình kiến trúc thuần Việt, một di tích lịch sử văn hóa gần gũi với nhân dân. Đền thờ Quý Phi họ Dương là điểm khác biệt hiếm thấy trong các ngôi đền cổ của người Việt, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Trung.
nằm ở khu vực Bắc Bộ, nổi tiếng với câu thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Phố Hiến trước kia không chỉ là một vùng đất buôn bán giàu có, mà còn là nơi có nền văn hóa phát triển rực rỡ. Tại Phố Hiến xuất hiện những vị thánh mẫu mang đậm dấu ấn của người Hoa như Thiên Hậu Thánh Mẫu, Mẫu Dương Quý Phi, cũng có những mẫu mang đậm dấu ấn người Việt là Mẫu Thiên, Mẫu Địa và Mẫu Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về đền mẫu Hưng Yên đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.